22.000 căn hộ thuộc 44 dự án của 11 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh chưa được cấp sổ hồng. Đây là thống kê được Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại hội thảo Tắc tiền sử dụng đất được tổ chức vào sáng nay. Hiệp hội đã đề xuất tháo gỡ khó khăn, nhưng quy trình sử dụng để tính tiền sử dụng đất phải trải qua rất nhiều khâu, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của doanh nghiệp và quyền lợi của người mua nhà. Tại hội thảo, các doanh nghiệp cũng đã bày tỏ bức xúc khi có những dự án đã nộp hồ sơ lên Sở Tài nguyên Môi trường vài năm, nhưng đến nay vẫn chưa tính xong tiền sử dụng đất để doanh nghiệp tiến hành nộp. Về vấn đề này, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cũng thừa nhận, so với thực tế, việc giải quyết các vướng mắc hiện còn rất chậm. Trong 5 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh chỉ thu được từ 3 đến 5% tiền sử dụng đất tại các dự án. Hiện vẫn còn hơn 100 hồ sơ của doanh nghiệp chưa được giải quyết. Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quy trình tính tiền sử dụng đất không khó, nhưng chủ yếu vướng về mặt kỹ thuật, pháp lý như chưa có bộ nguyên tắc tiêu chí kiểm tra, thẩm định giá đất, việc thu thập thông tin, phương pháp định giá cũng còn nhiều bất cập.